Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Các bạn xem một cái loại cây ăn quả mới được xem là giống độc lạ ở Việt Nam. Đó chính là hồng sô cô la và trái của nó đây. Giống này thì nó xuất xứ từ Indonesia và chúng tôi đã trồng được hai cây ở đây đã có trái. Một cây nè, một cây này thì to hơn nhưng mà trái ít hơn. Đang sung, nó cũng có nhỏ 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 cả nhóc. Còn đây là những cái cây mà chúng tôi đang ghép nhân giống, ghép chu cành các bạn nha, là gốc ghép này. Và chu vào cái cành này. Và đây là cây đã nhân giống thành công. Cây này cao khoảng 7 tấc. Và các bạn cần mua thì gọi tới số điện thoại 0375 à xin lỗi 0356 135 729. Đây là trái của nó. Và hiện tại thì chưa có trái nào chín.